Minh được Tường Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cực giàu có. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Quý Sửu chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Quý Sửu tưởng mọi sự đều đã ổn, an lòng, mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi dòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Quý Sửu cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, từng bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà Quý Sửu là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điền thêm dài ba chương, bi kịch dăm ba dòng khổ đau. Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho Quý Sửu có thể khiến bản thân tự lập, nhưng không, công sức nào trả được đền đáp, công dung trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt. Sau 9 tháng đầu năm vất vả ngược xuôi, theo dự ngôn mới nhất, đúng tháng 10 âm lịch sắp tới, người tuổi Quý Sửu chính thức đến hồi Thái Lai, bội thu tài lộc, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu có nhất thiên hạ. Quý bản mệnh tuổi Quý Sửu muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong tháng 10 âm lịch 2024. Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sẽ bước vào một giai đoạn khá biến động với những thử thách xen lẫn cơ hội dưới tác động của sao tứ lục nhập cung chính đông. Vận khí của bạn lên xuống thất thường, vừa mới đón nhận những tín hiệu tích cực, đã thấy ngay sự suy giảm xuất hiện, khiến cho mọi kế hoạch bạn đặt ra dường như thiếu sự ổn định và dễ bị đảo ngược. Vận trình thời điểm này bị ảnh hưởng bởi sao xấu, điều đó làm giảm đi ý chí chiến đấu của tuổi Quý Sửu trong công việc. Có những lúc, bạn cảm thấy công việc không diễn ra như mong đợi. Những kế hoạch trước đó tưởng chừng như vững chắc, nay lại gặp trở ngại khó lường, cảm giác bất ổn có thể sẽ xâm chiếm tâm trí bạn, tạo nên những phút giây lo âu và mất cân bằng. Có lẽ sẽ có người nhìn vào và nhận xét bạn đang yếu đuối, nhưng thực chất bạn đang lựa chọn một chiến lược khôn ngoan hơn, tạm lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước dài hơn trong tương lai. Những người tuổi Quý Sửu vốn dĩ có sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, dù cho thử thách trong thời điểm này có lớn đến đâu, quan trọng là bạn vẫn giữ được niềm tin vào bản thân và tương lai. Chỉ cần có đủ lòng tin, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại hiện tại, sau cơn mưa trời lại sáng và rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại những điều xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, chốn công sở sẽ không hoàn toàn yên bình trong thời điểm này. Với sự hiện diện của sao Thiên Cẩu, bạn có thể phải đối mặt với những thị phi xung đột không đáng có những kẻ âm thầm chơi xấu.
gieo rắc những lời đồn đại gây tổn hại danh tiếng của bạn. Điều này chính là một lời cảnh báo để bạn cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế tin tưởng quá mức vào những mối quan hệ không rõ ràng. Dù vậy, sự hiện diện của sao tam hội sẽ mang lại cho bạn sự an ủi và trợ giúp giúp kịp thời từ những người bạn tốt trong lúc khó khăn. Bên cạnh những kẻ gây chuyện, vẫn còn những người đồng hành, luôn sẵn lòng giang tay hỗ trợ bạn vô điều kiện. Đây chính là nguồn động lực lớn để bạn vượt qua những giai đoạn thử thách. Tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973 là một thời điểm đầy biến động, nhưng không hề thiếu đi cơ hội để bạn rèn luyện lòng kiên nhẫn và bản lĩnh của mình. Những khó khăn có thể đến từ công việc, mối quan hệ hay sức khỏe, nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh và sáng suốt thì mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại. Đây cũng là lúc bạn cần dựa vào những mối quan hệ đáng tin cậy, tìm kiếm sự hỗ trợ và lạc quan hướng về tương lai. Giống như người thầy phong thủy từng nói, vận mệnh không phải là thứ ta chỉ đơn giản đón nhận, mà là thứ ta xây dựng và điều chỉnh bằng sự bình tĩnh và trí tuệ. Ngũ hành xung khắc sẽ tác động không nhỏ đến lĩnh vực tình cảm và sức khỏe của tuổi Quý Sửu. Trong thời điểm này, trong gia đình hoặc trong mối quan hệ có thể sẽ xuất hiện những sự bất đồng, bất hòa do không tìm được tiếng nói chung. Điều này đòi hỏi bạn cần dành thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Nếu để căng thẳng kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ mà còn gây hại cho sức khỏe, tinh thần của bạn. Tâm lý căng thẳng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề về sức khỏe, từ giấc ngủ không ngon đến những triệu chứng mệt mỏi kéo dài. Hãy tìm cách giải tỏa stress bằng cách dành thời gian cho bản thân, tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, yoga hay đơn giản là toàn bộ để tâm trí được thư giãn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Sửu có phần bấp bênh và đầy thử thách dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Con đường công danh của bạn dường như không mấy suôn sẻ, những thay đổi đột ngột, những dự án tưởng chừng như vững chắc lại bị lung lay, khiến cho bạn cảm thấy bối rối và hoang mang. Đôi khi bạn tự hỏi liệu mình đã chọn đúng hướng đi hay chưa và những thách thức này có phải là dấu hiệu của sự chững lại. Thế nhưng, đừng quá lo lắng vì sự hoang mang này chỉ là cảm xúc tạm thời như một làn gió thoảng qua. Khi bạn được sự động viên và hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được sức mạnh nội tâm. Đây cũng chính là cơ hội để bạn tự nhìn nhận lại bản thân để nhận ra rằng mỗi trở ngại trên con đường sự nghiệp không phải là sự cản trở, mà là nền tảng để bạn phát triển thêm kỹ năng, kiến thức và tăng cường sự tự tin khi đối mặt với những khó khăn này. Con giáp tuổi Quý Sửu không hề hoảng sợ hay lùi bước, trái lại, mỗi thử thách là một cơ hội để bạn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, học hỏi những bài học mới và phát hiện ra những điểm yếu cần phải khắc phục. Trong cái rủi luôn có cái may, và đôi khi chính những trở ngại lại là động lực để bạn tìm ra hướng đi mới. Một con đường chưa từng nghĩ tới nhưng lại mang đến sự đột phá bất ngờ. Những cú vấp ngã không làm bạn chùn chân mà chỉ khiến bạn thêm kiên cường. Bởi lẽ bạn hiểu rằng thành công không phải là con đường trải hoa hồng, mà là chuỗi những lần vấp ngã và đứng dậy. Trong chính những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, bạn lại phát hiện ra mình có một sức mạnh nội tại vô cùng lớn, khả năng kiên nhẫn và phân tích tình hình một cách sáng suốt. Chính nhờ sức mạnh này, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu. Thời điểm này không chỉ là giai đoạn bạn đối mặt với khó khăn mà còn là lúc để bạn tự hoàn thiện bản thân. Những mảng kiến thức và kỹ năng còn yếu kém cần được bổ sung để tương lai bạn sẽ vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Mỗi khó khăn xuất hiện chính là lời nhắc nhở rằng để tiến xa, chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn mà cần phải liên tục rèn luyện và trau dồi bản thân. Dù thành quả chưa đến ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là bạn đã duy trì được sự bình tĩnh và khả năng nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Bạn hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, nhưng với sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ từng bước cải thiện tình hình công việc, có thể đầy rẫy những thử thách. Nhưng với tuổi Quý Sửu, đây không phải là lúc bạn lùi bước. Với tinh thần kiên cường và khả năng phân tích sắc bén, bạn sẽ tìm ra những hướng đi mới và giải pháp hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn. Như một ngọn núi cao đứng vững trước giông bão, tuổi Quý Sửu sẽ sử dụng sức mạnh nội tâm để đương đầu với mọi thử thách, không chỉ để tồn tại mà còn để vươn lên mạnh mẽ hơn.
Những thách thức trước mắt không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng. Bạn không chỉ đối phó mà còn biết cách biến đổi nghịch cảnh thành sức mạnh để tiến xa hơn. Đôi khi, trong những thời điểm khó khăn nhất, ta mới có thể khám phá ra tiềm năng thật sự của mình. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch này sẽ là thời gian để bạn chứng tỏ bản lĩnh, không chỉ đơn thuần là vượt qua khó khăn, mà còn là thời điểm để bạn nâng tầm sự nghiệp của mình. Hãy tự tin vào khả năng của mình, bởi sau mỗi cơn bão trời luôn sáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu tỏa sáng rực rỡ dưới sự bảo trợ của sao Thiên Tài. Đây là giai đoạn mà may mắn bất ngờ đến với bạn, thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống vốn có phần mệt mỏi, uể oải. Trước đó, Thiên Tài không chỉ mang lại vận may mà còn khơi dậy trong bạn niềm tin mạnh mẽ về sự phục hồi và tiến triển về tài chính. Khi bạn cảm thấy đôi chút đuối sức, chợt nhận ra những nỗ lực và công lao trong quá khứ bỗng dưng trổ hoa, gặt hái được những thành tựu giá trị. Từng công việc phụ, khoản đầu tư cũ hay những mối quan hệ thân tình đều đem lại những nguồn thu nhập đáng kể, giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Tiền bạc dường như tự nhiên tìm đến với tuổi Quý Sửu như dòng suối trải qua đời bạn, nhẹ nhàng nhưng đều đặn mang theo những khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, con giáp tuổi Quý Sửu trong thời điểm này không chỉ nhận được tiền bạc từ công việc chính, mà còn có những khoản thu phụ đến từ các dự án bên lề, những công việc tạm thời hoặc từ chính sự hỗ trợ của người thân. Đôi khi sự giúp đỡ này đến một cách bất ngờ, không hề do bạn yêu cầu nhưng vẫn hiện diện như một sự ưu ái mà vũ trụ dành cho bạn. Đó có thể là một khoản tiền từ người thân, bạn bè hay thậm chí là những cơ hội đầu tư từ trước nay mới bắt đầu sinh lời. Điều đáng nói là bạn không chỉ ngồi đó chờ đợi vận may tìm đến, mà còn biết cách tối ưu hóa nó. Nhờ sự tin tưởng và tỉnh táo, bạn nắm bắt những cơ hội, tận dụng sự giúp đỡ để cải thiện không chỉ tình hình tài chính hiện tại, mà còn hướng đến một tương lai ổn định, thịnh vượng hơn. Một điểm đặc biệt trong thời điểm này là mặc dù bạn không yêu cầu những người xung quanh nhưng họ vẫn chủ động ra tay giúp đỡ. Đó có thể là những người bạn thân thiết, đồng nghiệp hay thậm chí là những người chỉ vừa mới quen biết nhưng lại sẵn lòng hỗ trợ. Điều này chứng tỏ tuổi Quý Sửu đang được vận may bao bọc và những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn xây dựng từ trước đến nay đã bắt đầu mang lại thành quả ngọt ngào. Tuy nhiên, đây cũng là lúc để bạn thể hiện sự biết ơn và sẵn lòng cho đi. Bản mệnh có thể bắt đầu thực hiện những hành động tử tế cho đi không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của người khác. Khi bạn biết cách khơi thông dòng chảy của tiền bạc, không giữ lại cho riêng mình và sẵn sàng chia sẻ, thì vận may sẽ tiếp tục đến với bạn không chỉ trong thời điểm này, mà còn mở ra con đường tài lộc dài hạn trong tương lai. Với sự xuất hiện của Thiên Tài, tuổi Quý Sửu không chỉ dừng lại ở việc nhận được những khoản tài lộc tạm thời mà còn dần xây dựng một cuộc sống thịnh vượng lâu dài. Khi bạn biết cách tận dụng vận may kết hợp với tinh thần làm việc chăm chỉ và cống hiến, tài lộc sẽ không ngừng phát triển. Đây chính là thời điểm bạn có thể nâng tầm cuộc sống của mình, biến những khó khăn trước đó thành cơ hội để vươn xa hơn. Bằng cách phát triển sự sẵn lòng cho đi và khơi thông dòng chảy của tiền bạc, tuổi Quý Sửu đang mở ra một chương mới cho cuộc sống của mình. Hành động tử tế hôm nay sẽ là hạt giống của sự thịnh vượng trong tương lai. Bạn không chỉ đón nhận vận may trong thời điểm này mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống sung túc, đủ đầy kéo dài đến cả những năm tháng về sau. Tháng 10 âm lịch này là một giai đoạn vàng son của tuổi Quý Sửu về mặt tài lộc, với sự hỗ trợ của Thiên Tài. Bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc mà còn khám phá ra giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới đầy hứa hẹn và thành công. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vận trình sức khỏe của tuổi Quý Sửu có phần thăng trầm dưới ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu. Sự xuất hiện của hung tinh này không chỉ mang lại những trở ngại về sức khỏe thể chất mà còn tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của bản mệnh. Thiên Cẩu kéo theo những cảm giác mệt mỏi, mất ngủ và những cơn đau đầu khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nếu không biết cách tự chăm sóc bản thân trong giai đoạn này, người tuổi Sửu dễ gặp phải những vấn đề như khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc thậm chí mất ngủ kéo dài. Điều này không chỉ khiến sức khỏe thể chất của bạn suy giảm, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần,
dẫn đến trạng thái căng thẳng, lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, lời khuyên dành cho bản mạnh là hãy sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh làm việc quá sức. Đừng tham công tiếc việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân, bởi khi cơ thể mệt mỏi, hiệu quả công việc cũng sẽ giảm sút. Tuổi Quý Sửu cần hiểu rằng, không phải lúc nào nỗ lực làm việc đến kiệt sức cũng mang lại thành quả xứng đáng. Thời điểm này, tinh thần của bạn có thể bị suy giảm, làm cho công việc không đạt được hiệu quả mong muốn. Do đó, hãy học cách buông những điều không cần thiết, tạm dừng khi cần để cơ thể và tâm trí có thời gian hồi phục. Khi sức khỏe đã được cải thiện, bạn sẽ cảm thấy tinh thần tươi mới và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, thiền định hoặc thực hành các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe tinh thần như yoga, tập hít thở sâu. Đây không chỉ là cách để giảm bớt căng thẳng mà còn giúp bạn tái tạo năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục công việc trong tương lai. Đừng quên, khi tâm hồn bình an thì sức khỏe thể chất cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết có xu hướng thay đổi, không khí trở nên khô hanh hơn. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe cho tuổi Quý Sửu, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp và da. Bạn có thể dễ gặp phải tình trạng khô mũi, khô da, đặc biệt là khi ra ngoài trong những ngày lạnh. Để bảo vệ sức khỏe, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da và đảm bảo cơ thể luôn được giữ ấm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng, uống nhiều nước và bổ sung thêm trái cây, rau xanh trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng khô da, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết khô lạnh. Đối với những người lớn tuổi trong gia đình, đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe bởi mạch máu của họ dễ bị tắc nghẽn, dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Để tránh những rủi ro này, hãy khuyến khích người thân trong gia đình tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sát sao sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, việc kiểm tra huyết áp, mạch máu định kỳ là rất cần thiết. Để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, người lớn tuổi nên chú trọng đến việc vận động vừa phải như đi bộ, tập dưỡng sinh và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng nhằm duy trì sự lưu thông của máu. Đồng thời, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, ít dầu mỡ, hạn chế đồ ăn nhanh và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, omega 3 sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Tháng 10 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu cần được đặc biệt quan tâm. Dưới ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cả thể chất và tinh thần của bản mệnh đều có xu hướng giảm sút. Việc điều chỉnh lối sống, biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cùng với sự chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn trong thời điểm này. Đặc biệt, không chỉ tự chăm sóc bản thân, người tuổi Quý Sửu cũng nên dành sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình để đảm bảo một thời điểm êm đềm và an lành hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người tuổi Quý Sửu về mặt tình duyên và gia đạo. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ trong gia đình và xã hội trở nên sâu sắc hơn, tạo ra sự hòa thuận và an yên trong cuộc sống. Vận trình của Quý Sửu thời điểm này nhấn mạnh vào sự ổn định và ấm áp trong gia đình, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Trong thời điểm này, người tuổi Quý Sửu sẽ nhận ra rằng, dù có bận rộn với công việc bên ngoài thế nào, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất. Các thành viên trong gia đình không chỉ là nơi bạn tìm về sau những bộn bề của cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Không khí gia đình ấm cúng, an hòa sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tập trung cho công việc và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đây cũng là thời gian thuận lợi để bạn hướng dẫn con cháu trong nhà về những giá trị truyền thống tốt đẹp, khuyến khích chúng tu dưỡng đạo đức, học tập và thực hành những điều thiện lành. Bản mệnh hãy dành thời gian để chuyển dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc sống có đức, tích phúc. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như giúp đỡ người khác, hãy hiếu kính với ông bà, cha mẹ, sẽ giúp tích tụ phước báo không chỉ cho đời này mà còn cho các đời sau. Trong công việc, tháng 10 âm lịch này đánh dấu sự mở rộng trong mối quan hệ làm ăn của tuổi Quý Sửu. Bạn có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những đối tác đáng tin cậy.
những người có cùng chí hướng và sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển. Nhờ đó, công việc của bạn tiến triển thuận lợi, nhiều dự án mới được khởi động và hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý giữ vững đạo đức trong làm ăn, luôn duy trì lòng trung thực và trách nhiệm với các mối quan hệ đối tác để tạo dựng niềm tin lâu dài. Lời khuyên dành cho bạn là hãy làm việc với sự cẩn trọng và tinh thần lạc quan, không nên vội vàng, hấp tấp trong bất kỳ quyết định nào. Thái độ sống chân thành và cầu thị sẽ giúp bạn thu hút được sự trợ giúp từ nhiều người, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khi mọi việc được tiến hành dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, bạn sẽ thấy sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết. Tháng 10 âm lịch cũng là giai đoạn mà người tuổi Quý Sửu nên tập trung vào việc tích lũy công đức, cải thiện vận mệnh của mình thông qua những việc làm thiện nguyện và tấm lòng hướng thiện. Bản mệnh hãy nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp mà bạn tạo ra không chỉ đem lại phúc lành cho cá nhân mình, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến những người xung quanh trong gia đình. Bạn có thể khuyến khích con cháu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là làm việc tốt hàng ngày như giúp đỡ hàng xóm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Đây là cách để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của lòng nhân ái, đồng thời tích tụ phước báo cho bản thân và gia đình. Những hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn, giúp gia đạo thêm phần bình an, yên ổn. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Quý Sửu một gia đạo an lành. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đều phát triển tích cực. Công việc làm ăn có nhiều cơ hội mới. Quan trọng là bạn biết cách duy trì sự trung thực và đạo đức trong từng quyết định. Bản mệnh nên tập trung vào việc tích phúc, làm việc thiện để cải thiện vận mệnh, không chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình và con cháu. Khi sống trong sự an yên và lòng hướng thiện, bạn sẽ thấy cuộc đời ngày càng thăng hoa và tràn đầy niềm vui. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch sẽ mở ra cho người tuổi Quý Sửu những cơ hội mới, đặc biệt là để bạn khám phá và phát huy tối đa sức sáng tạo tiềm ẩn bên trong mình. Đây là thời điểm bạn có thể để cho những ý tưởng táo bạo và độc đáo của bản thân được tỏa sáng. Đừng ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. Dù chúng có vẻ không giống những gì bạn từng làm trước đây, hãy nhớ rằng sự sáng tạo không có giới hạn và tuần này là lúc để bạn thực sự tin tưởng vào khả năng của mình trong tuần này. Với sự hỗ trợ của các tinh thiên đức, công việc của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo hoặc kinh doanh. Những người tuổi Quý Sửu có thể nhận được những cơ hội bất ngờ, chẳng hạn như dự án mới hay cơ hội hợp tác béo bở. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện năng lực của mình trước cấp trên và đồng nghiệp, bởi có thể bạn sẽ được đề bạt hoặc nhận một nhiệm vụ quan trọng. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân vì điều đó có thể đưa bạn tới những thành công không ngờ tới. Việc kinh doanh của bạn trong tuần này cũng có dấu hiệu phát triển. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể thu được lợi nhuận từ những công việc phụ hoặc những dự án cũ. Nguồn thu nhập của bạn đang mở rộng và đây là lúc để bạn tận dụng tốt mọi cơ hội đến với mình. Trong chuyện tình cảm, tuần này có thể sẽ là một giai đoạn khá yên bình và tĩnh lặng đối với người tuổi Quý Sửu. Đôi khi, sự êm đềm trong tình yêu không có nghĩa là nhạt nhẽo, mà đó là lúc để hai người có cơ hội lắng nghe nhau qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hãy tin tưởng vào trực giác của mình và để tình yêu dẫn dắt bạn qua những cảm xúc tinh tế. Đôi khi, sự im lặng cũng là ngôn ngữ của tình yêu. Khi chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để thể hiện sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người. Với người đã có gia đình, đây là khoảng thời gian để bạn tập trung vào sự gắn kết và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Dù không có nhiều biến động nhưng tuần này lại là cơ hội tốt để bạn củng cố mối quan hệ vợ chồng, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều giản dị. Tinh thần của bạn trong tuần này nhìn chung khá tốt, nhưng đôi khi có thể bị áp lực từ môi trường xung quanh tác động, đặc biệt là từ bạn bè hoặc những người thân cận. Điều quan trọng là bạn đừng để những tác động bên ngoài ngăn cản bạn bộc lộ sức sáng tạo. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và bước tiếp trên con đường mà bạn đã chọn. Về sức khỏe, mặc dù không có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng,
bạn cũng nên chú ý đến việc duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Tinh thần thoải mái sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại nhỏ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Tuần này, người tuổi Quý Sửu hãy để sự sáng tạo và trực giác dẫn dắt bạn trong công việc cũng như trong tình cảm. Hãy lắng nghe bản thân để những ý tưởng mới mẻ được phát triển tự nhiên và đừng để áp lực từ bên ngoài ảnh hưởng đến bạn. Sự kết hợp giữa trí tuệ sáng tạo và tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn thành công và thu hút những cơ hội tốt lành trong tuần này. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui và sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Đây là giai đoạn mà bạn bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cảm hứng và sáng tạo. Những ý tưởng độc đáo sẽ liên tục đến với bạn, giúp bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước. Trong tuần này, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ vào năng lượng sáng tạo dồi dào. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào các dự án mới hoặc cải thiện những công việc đang dang dở. Nguồn cảm hứng không ngừng tuôn trào sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng đột phá, giúp bạn ghi dấu ấn đặc biệt trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần biết cách tận dụng những cơ hội này một cách thông minh và hiệu quả, mặc dù giữa tuần có ảnh hưởng của thương quan khiến công việc đôi chút gặp trở ngại. Nhưng bạn đừng nản lòng, thương quan không phải là dấu hiệu xấu mà ngược lại, đây chính là lúc để bạn học cách nhún nhường, chấp nhận và nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ rộng mở hơn. Khi bạn sẵn lòng bỏ qua những khó khăn nhỏ nhặt, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Về mối quan hệ cá nhân, tuần này sẽ mang đến cho bạn sự êm đềm và ngọt ngào, gia đạo của người tuổi Quý Sửu sẽ tràn ngập sự hòa thuận và yêu thương. Các thành viên trong gia đình có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Bạn sẽ có cơ hội để cùng người thân chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cũng như dành thời gian vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Trong mối quan hệ với đối tác làm ăn, sự hòa hợp và cảm thông sẽ giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn nếu bạn đang hợp tác hoặc tìm kiếm đối tác kinh doanh. Tuần này là lúc tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ đó đi xa hơn. Sự tương trợ lẫn nhau không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Nếu bạn là người hướng nội, không cần phải lo lắng, tuần này cũng sẽ cho phép bạn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Để tự nhìn lại bản thân và suy ngẫm về những gì bạn đã đạt được, hãy đặt ra những ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ đặc biệt. Nếu bạn cảm thấy cần chút không gian riêng để tái tạo năng lượng, sức khỏe của bạn trong tuần này khá ổn định. Tuy nhiên, hãy lưu ý giữ gìn sức khỏe tinh thần, tránh để những áp lực từ công việc và cuộc sống làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Việc duy trì thói quen tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn giữ vững phong độ, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Đây cũng là tuần mà bạn nên tập trung vào việc lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Đôi khi, việc quá mải mê vào công việc có thể khiến bạn quên mất việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng như thiền định, đi dạo hay tập thể dục nhẹ nhàng để giúp cân bằng lại cả thể chất lẫn tinh thần. Tuần thứ hai này, hãy tận dụng tốt những cơ hội sáng tạo đến với bạn, nhưng đồng thời cũng cần biết khi nào nên dừng lại để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Đôi khi, sự bình yên và thành công không đến từ việc luôn cố gắng vượt qua tất cả, mà là từ việc biết cách điều chỉnh nhịp sống, giữ gìn mối quan hệ xung quanh và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, tích cực. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Quý Sửu một luồng năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp, đây là thời điểm bạn có thể cảm nhận được sự vững chắc trong công việc và sự tự tin trong mọi quyết định. Hãy để bản thân dẫn đầu với lòng kiên định và động lực, không ai có thể ngăn cản bạn đạt được những gì mình mong muốn. Năng lượng tích cực trong sự nghiệp sẽ tạo ra cơ hội để bạn tiến xa hơn. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của bạn, bạn có thể cảm thấy được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, tạo nên bầu không khí làm việc thân thiện và hợp tác. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân trong công việc. Đặc biệt, tuần này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn tự chữa những cảm xúc của mình khi bạn cảm thấy được an ủi và hỗ trợ trong công việc. Những vấn đề trong cuộc sống riêng tư sẽ nhẹ nhàng hơn,
Hãy sử dụng những bài học từ công việc để làm giàu cho tâm hồn và giúp bạn tìm ra sự cân bằng trong cuộc sống. Tuần này, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ xung quanh mình, dù là với gia đình, bạn bè hay những người quen. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối và yêu thương. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố những mối quan hệ này, tạo ra bầu không khí hài hòa trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với những người thân yêu. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ hơn. Trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong tuần này. Hãy lắng nghe trái tim mình và dựa vào những người mang lại cho bạn cảm giác yêu thương và an toàn nhất. Đôi khi, chỉ cần một cái ôm hay một cuộc trò chuyện chân thành cũng đủ để bạn cảm thấy được nâng nở. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến vấn đề tài chính. Sự xuất hiện của đại hao trong tuần này là lời nhắc nhở bạn nên khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc, dù là những món đồ nhỏ hay lớn. Hãy lập kế hoạch trước khi mua sắm, đừng để cảm xúc dẫn dắt bạn đến những quyết định tiêu tiền không cần thiết. Một kế hoạch tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an tâm trong cuộc sống. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu của mình, tránh xa những cám dỗ tiêu dùng không cần thiết. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những thứ mang lại giá trị lâu dài hoặc trải nghiệm có ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Tóm lại, tuần này sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn tự tin dẫn dắt sự nghiệp của mình, củng cố các mối quan hệ xung quanh và quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, bên cạnh những thành công bạn đạt được, việc giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị cũng là điều quan trọng không kém. Hãy để những điều tốt đẹp đến với bạn và đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình này. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ trải qua nhiều cảm xúc và thách thức, nhưng cũng có cơ hội để khám phá bản thân và củng cố những mối quan hệ xã hội. Hãy sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ và tìm kiếm nguồn cảm hứng từ cuộc sống xung quanh. Trong tuần này, công việc của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Năng lượng từ vũ trụ khuyến khích bạn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Bạn có thể tìm thấy những cơ hội tốt để kết nối và mở rộng mạng lưới xã hội. Điều này có thể mang lại cho bạn những hợp tác và ý tưởng mới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người xung quanh. Sự xuất hiện của tương quan là lời nhắc nhở bạn nên giữ cho mình sự cảnh giác. Đừng dội tin người, đặc biệt là với những ai thể hiện dấu hiệu không đáng tin cậy. Tuần này cũng sẽ yêu cầu bạn phát huy khả năng sáng tạo và tư duy độc lập. Hãy để những ý tưởng mới của bạn bay xa và đừng ngại chia sẻ chúng với người khác. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không muốn giao lưu hay tham gia các hoạt động xã hội, đừng ép bản thân phải làm điều đó. Hãy dành thời gian cho sở thích cá nhân để hồi phục năng lượng và tạo ra sự thư giãn cho tâm hồn. Vận trình tình cảm có thể không như ý trong tuần này. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống xã hội của mình bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng và cảm xúc cá nhân. Nếu bạn không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội hay cảm thấy buồn bã, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Có thể tuần này bạn sẽ cảm thấy muốn rút lui vào thế giới riêng của mình hơn là giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, sau những nỗi buồn, bạn sẽ học được cách trân trọng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy tập trung vào những mối quan hệ mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Đồng thời tránh xa những mối quan hệ giả dối và độc hại. Tình bạn chân thành và những cuộc trò chuyện sâu sắc sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn trong tuần này. Ảnh hưởng của tiểu hao sẽ khiến hầu bao của bạn không được rủng rỉnh như mong đợi. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khoản chi phí bất ngờ. Dù là nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ trở thành gánh nặng tài chính lớn. Hãy cẩn trọng với từng khoản chi tiêu, lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh tình trạng thâm hụt không đáng có. Đặc biệt, hãy xem xét lại thói quen chi tiêu của mình. Nếu có thể, hãy tạm dừng các khoản mua sắm không cần thiết và ưu tiên những thứ thực sự quan trọng. Thời gian này là cơ hội tốt để bạn học cách tiết kiệm và quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn. Nhìn chung, tuần cuối tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm để tuổi Quý Sửu suy ngẫm và củng cố bản thân. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng cũng cần giữ cho mình sự cảnh giác trước những cám dỗ và người không đáng tin cậy. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân và chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng. Cuối cùng, hãy quản lý tài chính một cách thông minh để vượt qua những khó khăn tài chính hiện tại. Hãy nhìn về phía trước với lòng lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi,
thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Quý Sửu sinh 1973 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Quý Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn với nhau trong kinh doanh, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự giỏ đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Quý Sửu sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Quý Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Quý Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Quý Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Quý Sửu, bởi người tuổi Quý Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt. Tuổi Mão rất khâm phục tuổi Quý Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm, trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Quý Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Quý Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Quý Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Quý Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ, tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Quý Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn, bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Quý Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Quý Sửu muốn làm việc tập trung chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Quý Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Quý Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Quý Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Quý Sửu tin tuổi Tuất và ngược lại,
tuổi Tốt chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Tốt có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Quý Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Quý Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Quý Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Quý Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Hợi rất hài lòng. Tuổi Quý Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Quý Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.